Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại. Ý lộn, con đâu phải ăn mày đâu ta. Lạy ma đi qua, ma đi lại, ma đi tới, ma đi xuôi, ma đi lui, ma đi ngược, ma đi phượt bằng xe, ma đi ghé kiếm chát, ma đi ba gác kiếm ăn, ma đi vòng vòng hết xăng, ghé vô nhà con mà ăn đồ cúng. Hôm nay không phải rằm nên con cúng đồ mặn, có nguyên con gà luộc nè, trái cây đầy đủ nè. Quý vị khúc mặt khúc mày ghé lại lai rai, phù hộ độ trì cho con, cho vay một vốn mà 1004 lời là con mừng lắm rồi. Trời ơi, mày sao linh dữ vậy? Mới cúng xong, dai, lên liền. Dạ, quý vị khúc mặt khúc mày tha giùm con cho dai ăn lời cứ cổ chứ đâu cắt cổ ai đâu. Trời ơi cô ơi, giờ này mà cô cúng như này, chỉ có cô ăn thôi à? Chứ giờ này làm gì có ai ăn nữa. Đồ quỷ, đồ ma không à? Tụi bay biết ta tim thòng không? Tụi bay làm chút xíu tim tụi nó lọt ra ngoài rồi sao? Trời ơi, tụi con người, chứ đâu phải ma quỷ gì đâu cô. Bữa nay cô cúng nhiều đồ ăn quá ha, nhìn hấp dẫn ghê. Trời ơi, sao mình mà kêu bình thường gì? Đồ quỷ, đồ yêu không? Đợi tao tí xíu đi, tao vô tao lấy cái này cho tụi bay nè. Cái gì ấy nhở? Chắc cái gì ngon lắm á mày. Bom. Ở đây dây giấy nào lớn nhất? Cái này của mày. Còn này nữa. Mày hết rồi, khỏi. Trời ơi, cô ơi, tụi con về đây chơi có mấy ngày à? Cô đối xử gì nè cô? Buồn quá cô. Thứ tụi bay cũng biết buồn nữa hả? Tụi bay lũ cô hồn sống, tụi bay còn ở đây ngày nào là cái làng cái xóm không yên ngày đó. Hình từ trên xuống dưới sầm mình thấy mà gớm à. Thôi, lũ cô hồn đôi biến đâu biến đại đi cho tao nha. Thì không tin nổi. Thôi đi mấy đó. Thôi đi. Khoan, dạ em bưng kiếm âm này à? Thưa cô, chẳng hay cô có thí luôn cái mâm này cho tụi con được à? Để tụi con mình luôn. Còn khuya, tao ác kia tao đâu có bị khùng. Tụi tao không biết để trời nhang tàn, tao để dành tao ăn khuya hả? Thôi, người gì khó tính đi. Mâm chắc bà cũng ghét lắm ha. Ừ. Ê, hình như chỗ kia có ngôi mộ kìa. Ừ, sợ quá. Ghê quá. Để vô coi làm sao. Trời ơi, phần mộ của tôi. Cụ tôi. Cụ tôi hả? Ghê mày. Sao tao thấy nơi này nó hơi âm u lạnh lẽo quá. Thôi sẵn cái mâm nó cúng cho ta luôn đi. Cái gì mà ít quá mày? Anh thấy thiếu thiếu quá mày. Có chim mà, có đạm mà. Cái cây có sơ rồi. Bà ấy vừa xong cho mình ít quá mà. Bây giờ mình có đạm rồi, có chất sơ rồi. Bây giờ em hùm nó ổ bánh mì. Theo mình có tinh bột. Ừ. Đó. Ở đâu ra rồi? Em mới mua hồi chiều. Rồi xong luôn. Em hùm thêm chai nước suối. Chứ ăn bánh mì của sếp mắc cổ chết. Trời ơi, tao thấy tụi bay ngu nguyên phim lanh lợi được mỗi phân đoạn này à. Trời, tụi em biết sống mà chị mày. Thôi đâu cúng cho tao đi. Anh ơi, em thấy là anh em mình cũng lì thật à. Đêm mình ngồi đây như thế này, em là em thấy ớn lắm rồi đấy. Anh cũng ớn mà. Nhưng mà ớn chứ anh cũng buồn cái chuyện của cô nãy quá mày. Trời ơi, buồn gì. Ở dưới quê này người ta kỳ thị xăm mình còn ghê hơn trên thành phố nhiều. Mấy anh nói sao chưa
Gì ba? Đừng gọi em là ba. Tổn thương tâm hồn bé bỏng của em. Em ở gần đây này. Ủa? Hồi nãy nói cái vụ mà sao mình không bị kỳ thị ở đâu ra vậy? Dạ thiệt, em ở dưới ai cũng cưng em lắm. Không có gì xa lắm. Hay là mặt của anh hít ma mớ vừa rồi. Anh chị em xung quanh đây cũng đi ăn cư lên nè. Mày nói làm sao chứ? Chắc tại mày xăm ít. Chứ mày xăm nhiều như tao là mày bị kỳ thị chắc. Đây, em cũng có xăm đây. Ê mày, sao mày mỗi lần nói chuyện là gió thổi cây bay thế? Mày tà vậy mày? Mày làm tụi tao sợ quá đi. Ghê quá. Nếu thế sợ như vậy em tha đây. Lần sau mấy cái có tâm nó cũng lên này chú tao thì to. Cũng gì chú nhỏ xíu mà còn bị dập nữa. Ê thằng kia, chú ở đâu ra mà anh hai vậy? Thì mấy cái cúng cho em đó. Cúng cho mày hồi nào? Chị chú đâu rồi? Mà mày tên gì vậy? Em tên Cụ Tổi. Cụ Tổi. Phần mộ Cụ Tổi. Sao mình cũng sợ ma à? Không tin nổi luôn. Thi! Sao mình cũng là người bình thường mà mắc gì cũng sợ ma.